Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13 tháng 3 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.